Mến chào các em học sinh, rất vui được gặp lại các em trong chương trình ôn tập kiến thức môn tiếng Anh lớp 9. Với chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ phân tích các cấu trúc của đề thi tuyển sinh lớp 10. Và bây giờ chúng ta cùng điểm qua các nội dung chính như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ dành một ít thời gian để ôn tập lại kiến thức của tiết học trước. Và nội dung chính của buổi ôn tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại và phân tích các cấu trúc của đề tuyển sinh lớp 10. Mời các em cùng theo dõi. Ở tiết ôn tập trước, các em đã được củng cố kiến thức về phần phát âm cũng như phần trọng âm. Và bây giờ chúng ta cùng làm bài tập ở phần này. Choose one word whose underlying part is pronounced differently from the others. Chúng ta sẽ lựa chọn từ có phần gạch dưới phát âm khác với những từ còn lại. Chúng ta quan sát number one. Các đáp án A. Thank. B. Bend. C. Sun. D. Insect. Như vậy, các từ gạch dưới ở đáp án A chúng ta sẽ phát âm là ng. Ở đáp án B chúng ta sẽ phát âm là n. Đáp án C tương tự như vậy là n. Và đáp án D cũng là n. Như vậy thì đáp án có phần phát âm khác, đó là đáp án A. Number 2. Chúng ta cùng đọc các đáp án A. Month. B. Much. C. Come. D. Home. Như vậy chúng ta có thể nhận ra đáp án A, B và C có phần gạch dưới phát âm là âm ớ. Riêng đáp án D, phần gạch dưới sẽ phát âm âm ơ u. Như vậy đáp án chúng ta lựa chọn trong câu hỏi số 2 này là đáp án D. Number 3. Chúng ta quan sát các đáp án của number 3. Chúng ta nhận thấy đều có tiếp vị ngữ là sinh. À, chúng ta nhớ lại trong tiết học trước, tiếp vị ngữ sinh đứng sau một phụ âm S thì chúng ta sẽ đọc là trình. Như vậy, đáp án B, C, D chúng ta sẽ đọc là sinh. Chúng ta cùng quan sát các đáp án A, suggestion. B, invention. C, application. D, communication. Như vậy, chúng ta sẽ lựa chọn đáp án A. Chúng ta sang dạng bài tập tiếp theo. Choose the word whose main thrust is played differently from the others. Chúng ta sẽ lựa chọn từ có phần dấu nhấn khác với những từ còn lại. Chúng ta quan sát câu số 4. Number 4. A. Breadwinner. Đáp án A là một danh từ ghép. Như vậy, chúng ta sẽ nhấn dấu nhấn ở âm tiết đầu tiên. Breadwinner. B. Digestive. C. Allergy. D. Benefit. Như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án B, có dấu nhấn ở âm tiết thứ hai. Number 5. A. Financial. B. Courteous. C. Terrify. D. Accurate. Như vậy đáp án của chúng ta là đáp án A với dấu nhấn ở âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại có dấu nhấn ở âm tiết đầu tiên. Number 6. A. Discrimination. B. Revolution. C. Manufacture. D. Comprehension. Và các em nhận thấy đáp án A dấu nhấn nằm ở âm tiết thứ tư, trong khi các đáp án B, C, D dấu nhấn nằm ở âm tiết thứ ba. Như vậy đáp án của chúng ta ở câu số 6 là đáp án A. Như vậy thầy vừa giúp các em củng cố lại kiến thức của phần phát âm cũng như là phần trọng âm. Và bây giờ chúng ta cùng chuyển sang nội dung chính của buổi ôn tập ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng phân tích cấu trúc của các đề tuyển sinh lớp 10 hàng năm. Một đề tuyển sinh lớp 10, chúng ta có các thành phần như sau. Các em cùng quan sát. Part 1. Choose the best option to complete each sentence. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ lựa chọn đáp án phù hợp nhất để hoàn thành câu. Trong nội dung của phần 1 La Mã này, chúng ta sẽ được kiểm tra các kiến thức về ngữ pháp cũng như là từ vựng. Về nội dung chính của phần này, chúng ta sẽ có 10 câu và mỗi câu có giá trị điểm số là 0,25 điểm. Tổng số chúng ta sẽ có 2 điểm rưỡi ở phần này. Part 2. Read the following passage and do the exercise. Ở phần thứ 2, chúng ta sẽ đọc đoạn văn và sẽ làm theo các yêu cầu. Chúng ta sẽ thấy có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, các em sẽ lựa chọn true hoặc false, tức có nghĩa là đúng hoặc sai. Yêu cầu thứ hai, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Part 3. Circle the best option A, B, C, or D.
chúng ta sẽ khoanh tròn các đáp án trắc nghiệm A, B, C, D. Và trong nội dung của phần 2 cũng như phần 3, chúng ta sẽ được kiểm tra về kỹ năng đọc. Về thành phần điểm chi tiết, chúng ta sẽ thấy tổng điểm của phần số 2 là 2,5 điểm. Ở phần thứ nhất, chúng ta sẽ thấy True False sẽ có 3 câu và mỗi câu có giá trị là 0,5 điểm. Phần thứ hai là trả lời câu hỏi, sẽ có 2 câu hỏi và các em sẽ có 0,5 điểm cho mỗi câu. Và phần thứ ba là phần khoanh các đáp án trắc nghiệm, chúng ta sẽ có 4 câu trắc nghiệm và mỗi câu 0,25 điểm. Part 4. Rearrange the words or phrases to make meaningful sentences. Chúng ta sẽ sắp xếp từ để tạo thành câu có nghĩa. Part 5. Rewrite each sentence so that it means the same as the sentence before it. Chúng ta sẽ viết lại câu không đổi nghĩa trong phần số 5. And the last one, part 6. Phần cuối cùng là phần số 6. Write full sentence using the suggested words and phrases given. Chúng ta sẽ hoàn chỉnh câu, hoàn thành câu với những từ được cho sẵn. Và trong nội dung của phần số 4, số 5 và số 6, chúng ta sẽ được kiểm tra kiến thức về writing, tức là kỹ năng viết. Ở nội dung của phần số 4, chúng ta sẽ có 4 câu và mỗi câu có giá trị điểm là 0,5. Tương tự như vậy, ở nội dung của phần số 5, chúng ta có 2 câu hỏi và mỗi câu là 0,5 điểm. Và giống như vậy, với câu số 6, chúng ta cũng có 2 câu hỏi và mỗi câu có giá trị 0,5 điểm. Như vậy, thầy vừa đi khái quát cấu trúc của một đề tuyển sinh lớp 10. Và chúng ta sẽ bước vào phần chi tiết nội dung của từng phần. Mời các em theo dõi. Part 1. Choose the best option to complete each sentence. Đối với phần thứ nhất, chúng ta sẽ lựa chọn các đáp án phù hợp để hoàn thành các câu sau. Các em quan sát phần nội dung, chúng ta có 10 câu với 10 vị trí còn trống. Và chúng ta có 10 đáp án đã được cung cấp sẵn. Và các em lưu ý, ở phần này, chúng ta sẽ được kiểm tra về các kiến thức ngữ pháp và chúng ta cũng nhận ra các điểm ngữ pháp được gợi ý trong phần này như sau. Chúng ta thấy thường người ta sẽ hỏi về giới từ, câu hỏi đuôi, động từ nguyên mẫu, câu ao ước, hỏi về các thì, danh động từ, đại từ quan hệ, từ vựng, phrasal verb là cụm động từ, hay là các mệnh đề trạng ngữ. Đây là các kiến thức ngữ pháp mà các em đã được học ở những tiết trước. Như vậy, để hoàn thành bài tập này thì chúng ta cần có một số yêu cầu về kỹ năng như sau. Chúng ta phải hiểu yêu cầu của đề bài, xác định được từ loại của các đáp án và chúng ta phải nhận dạng từ vựng cũng như là các cấu trúc ngữ pháp cần thiết. Và các em thường mắc những lỗi sau. Thứ nhất là sai chính tả. Mặc dù đáp án đã được cung cấp trước, tuy nhiên khi chúng ta điền vào các vị trí còn trống thì các em thường viết lại sai chính tả. Hoặc các em viết sót đáp án, tức có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ trống một số vị trí. Hoặc là trùng đáp án, tức là một đáp án chúng ta sẽ sử dụng cho hai vị trí còn trống. Và bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện thử phần bài tập của dạng 1 này. Part 1. Choose the best option to complete each sentence. Và bây giờ chúng ta cùng đọc qua các đáp án ở trên khung phía trên. Và chúng ta sẽ xét các từ loại của nó luôn. So là liên từ. Cook. Chữ này vừa là danh từ, vừa là động từ. Speak là động từ nguyên mẫu. Ways là động từ to be, đang ở dạng quá khứ. Carefully là trạng từ. Written là quá khứ phân từ của động từ write. What là từ để hỏi. Has là động từ. To và on là giới từ. Bây giờ chúng ta cùng đi phân tích từng câu. Chúng ta nhìn vào câu số 1, number 1. We're listening music now. Chúng ta nhìn vào vị trí còn trống, đang thiếu một từ đứng sau động từ listen. Đó là giới từ. Và giới từ chúng ta sử dụng sau listen thường là to. Như vậy chúng ta có đáp án câu số 1, we're listening to music now. Và sau khi chúng ta đã hoàn thành một câu, thì các em sẽ dùng cây viết để chúng ta gạch bỏ phần đáp án ở phía trên. Như vậy thì chúng ta sẽ tránh các lỗi trùng đáp án hoặc là bỏ sót đáp án. Bây giờ chúng ta tiếp tục với câu số 2. Number 2. Are you doing? I'm doing my homework. Ở câu số 2, chúng ta thấy cấu trúc của một câu hỏi và một câu trả lời. Và câu trả lời này đang trả lời về thông tin. Và câu hỏi đang thiếu vị trí của từ để hỏi. Như vậy, ở đáp án ở phía trên, chúng ta chỉ có một từ để hỏi duy nhất, đó là chữ what. What are you doing? I'm doing my homework. Number 3.
He can English well. Chúng ta nhận ra ngay, can là modal verb. Vậy thì theo sau modal verb can là động từ nguyên mẫu. Chúng ta có hai động từ ở phía đáp án phía trên, đó là chữ cook và chữ speak. Như vậy, các em cần phải dịch nghĩa câu này. Thì chúng ta sẽ thấy vị trí còn trống sẽ điền vào là chữ speak. He can speak English well. Anh ta có thể nói tiếng Anh tốt. Như vậy, sau khi hoàn thành câu số 3, chúng ta sẽ gạch bỏ chữ speak. Number 4. When I came, he watching TV. Nhìn vào câu này, chúng ta nhận ra cấu trúc ở phần mệnh đề thứ nhất có chữ when đang ở thì quá khứ đơn. Như vậy, cấu trúc mệnh đề còn lại sẽ là thì quá khứ tiếp diễn. Và ở thì quá khứ tiếp diễn, đề bài đã cho sẵn dạng verb in của chữ watching. Vì chúng ta đang thiếu động từ to be ở quá khứ, đó là chữ was. When I came, he was watching TV. Và chúng ta tiếp tục gạch bỏ chữ was. Number 5. He lived there for 5 years. Chúng ta thấy cụm for 5 years, dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành với for cộng với khoảng thời gian. Như vậy, cụm động từ của thì hiện tại hoàn thành đang thiếu have hoặc has. Và chữ live đang ở dạng V3ED. Như vậy thì chúng ta thấy ở phía đáp án phía trên chúng ta có chữ has. Chúng ta sẽ sử dụng chữ has này để làm đáp án cho câu số 5. He has lived there for 5 years. Number 6. Goodbye, see you Monday. Vị trí còn trống là một từ đứng trước Monday. Và Monday là thứ trong tuần. Như vậy đứng trước thứ chúng ta cần một giới từ. Và giới từ còn lại chúng ta thấy đó là on. Vậy thì chúng ta sẽ thấy đứng trước thứ sẽ sử dụng giới từ on. Goodbye, see you on Monday. Và tiếp tục chúng ta sẽ gạch bỏ chữ on. Number 7. My mother is a very good. Vị trí còn trống chúng ta sẽ thiếu một danh từ. Và chúng ta thấy có tính từ good bổ nghĩa cho danh từ này. Và trước đó là mẫu từ a. Vì chúng ta sẽ điền một danh từ vào để hoàn thành thành một cụm danh từ. Và danh từ còn lại duy nhất ở trên khung phía trên là chữ cook. Và chúng ta có thể dịch nghĩa câu này. Mẹ của tôi là một đầu bếp rất giỏi. Number 8. Please read the question. Chúng ta cần một từ loại bổ nghĩa cho động từ thường read. Và từ loại đó, đó là trạng từ. Và trạng từ chúng ta có carefully. Please read the question carefully. Number 9. This book was last year. Last year là dấu hiệu của thì quá khứ đơn. Chủ từ trong câu số 9 này, this book, là chỉ về vật. Như vậy chúng ta thấy đây là cấu trúc của câu bị động. Và động từ to be đã cho sẵn. Như vậy chúng ta thiếu một động từ V3ED. Và động từ V3ED còn lại duy nhất đó là written. This book was written last year. Number 10. It rains heavily that we can't go to school. Nhìn vào đây chúng ta nhận ra ngay cấu trúc của so that. Và chúng ta còn lại một đáp án duy nhất trên khung đáp án đó là so. So that có nghĩa là quá đến nỗi. Trời mưa quá lớn đến nỗi chúng tôi không thể đi đến trường. Chúng ta vừa thực hiện thử phần đầu tiên của cấu trúc đề thi. Và bây giờ chúng ta đi qua phần thứ hai, part 2. Part 2. Read the following passage and do the exercise. Chúng ta sẽ đọc bài đọc phía dưới và làm cái yêu cầu. Rõ ràng trong phần này các em quan sát chúng ta sẽ thấy bài đọc của chúng ta là một đoạn văn. Và phần yêu cầu đầu tiên là dạng true false, tức là chúng ta sẽ chọn đúng hoặc sai. Và yêu cầu thứ hai là dạng trả lời câu hỏi. Trong dạng trả lời câu hỏi này thường đề cho chúng ta hai loại câu hỏi. Một là loại câu hỏi có từ để hỏi và hai là loại câu hỏi yes no. Chúng ta cần phân biệt các dạng câu hỏi này. Như vậy, để thực hiện tốt phần bài tập này, chúng ta cần phải hiểu yêu cầu của bài, nhận dạng loại câu hỏi và xác định keyword hoặc là từ khóa. Đây là kỹ năng quan trọng trong phần đọc hiểu. Các lỗi thường gặp. Về lỗi ghi đáp án, ví dụ như trong phần True False, thì chúng ta thường có các lỗi như sau. Thường thì các em sẽ ghi đáp án đầu tiên, sau đó chúng ta sẽ sửa lại. Nhưng chúng ta không bôi bỏ mà chúng ta ghi chồng lên. Như vậy thì đáp án này là một đáp án không hoàn chỉnh, không rõ ràng, cho nên chúng ta sẽ không được tính điểm. Như vậy thì nguyên tắc, nếu chúng ta ghi đáp án mà chúng ta cảm thấy không đúng thì chúng ta có thể gạch bỏ và ghi lại đáp án khác.
Các em hay bị sai chính tả đối với phần trả lời câu hỏi. Đối với phần trả lời câu hỏi thì mặc dù chúng ta lấy thông tin từ bài đọc, tuy nhiên khi chúng ta viết xuống thì chúng ta lại viết sai chính tả hoặc chúng ta sử dụng sai cấu trúc ngữ pháp. Chúng ta cần lưu ý điều này. Và một lỗi nữa đó là các em xác định sai keyword từ khóa và điều này dẫn đến đáp án của chúng ta sẽ là sai. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện thử phần bài tập này. Read the following passage and do the exercises. Chúng ta nhìn sơ qua phần bài đọc có hai đoạn. Và chúng ta nhận ra chủ đề của bài này nói về computers, máy vi tính. Bây giờ chúng ta cùng làm phần đầu tiên. Write true or false. Chúng ta sẽ nhận định các câu sau đây là đúng hoặc là sai. Chúng ta cùng đi qua câu số 1. Như vậy thì theo nguyên tắc, chúng ta sẽ xác định keyword của câu số 1. Vậy thì keyword của câu số 1 chúng ta thấy computers not useful, important. Máy tính không hữu dụng và không quan trọng. Chúng ta sẽ sử dụng những keyword này để tìm kiếm thông tin ở trên bài đọc. Và rõ ràng chúng ta nhận thấy ở đoạn thứ nhất, câu đầu tiên, computers are now very useful and important for people. Máy tính bây giờ rất hữu dụng và quan trọng cho con người. Như vậy nội dung thông tin này trên bài đọc trái ngược với nội dung của câu số 1. Như vậy chúng ta sẽ nhận định câu số 1 là câu sai, false. Tiếp tục với number 2. We can communicate with people by using computers. Và keyword của phần này. Can communicate by using computers. Chúng ta có thể giao tiếp bằng việc sử dụng máy vi tính. Và với những keyword này chúng ta tiếp tục nhận thấy ở đoạn số 2, câu số 2. We can communicate with people thousands of kilometers away in a second. Chúng ta có thể giao tiếp với nhiều người cách xa hàng ngàn km trong vòng 1 giây. Như vậy nội dung này phù hợp với nội dung của câu số 2. Chúng ta sẽ nhận định câu này là đúng, true. Number 3. We can store all the information in the libraries in computers. Keyword của chúng ta. Chúng ta có thể giữ trữ, lưu tất cả thông tin được tìm thấy trong thư viện vào máy tính. Và ở đoạn số 2, tiếp tục chúng ta sẽ thấy dẫn chứng. All the information normally found in libraries is now stored in the university's computers. Tất cả các thông tin thường được tìm thấy trong thư viện bây giờ được lưu trong các máy tính của các trường đại học. Như vậy thông tin này phù hợp với nội dung của câu số 3. Chúng ta sẽ nhận định câu số 3 này là đúng, true. Và trong phần này có một mẹo nhỏ thầy muốn nhắc với các em. Chúng ta quan sát để ý thấy các dẫn chứng trong bài đọc sẽ được sắp xếp thứ tự từ trên xuống dưới trùng với thứ tự của các câu hỏi. Chúng ta có thể nhận thấy thầy vừa đánh số các dẫn chứng và theo thứ tự từ trên xuống dưới. Như vậy chúng ta có thể lưu ý yếu tố này để giúp chúng ta làm bài đọc một cách nhanh chóng. Và chúng ta sẽ áp dụng yếu tố này vào trong việc chúng ta thực hiện phần bài tập tiếp theo, đó là trả lời câu hỏi. Answer the questions. Như vậy thì ở phần trả lời câu hỏi, thường đề sẽ cho các em hai câu hỏi. Một câu sẽ ở dạng câu hỏi có từ để hỏi và một câu ở dạng câu hỏi yes, no. Và nhìn vào hai câu này, chúng ta dễ dàng nhận thấy câu hỏi có từ để hỏi, đó là câu số 1 với từ để hỏi là how. Đây cũng là keyword của câu số 1 và chúng ta tiếp tục kiếm các keyword khác. Ngoài ra, chúng ta sẽ có student send and receive messages. Như vậy, học sinh gửi và nhận tin nhắn như thế nào? Và chúng ta sẽ mạnh dạn kiếm phần thông tin dẫn chứng sau những dẫn chứng vừa nêu. Vậy chúng ta còn hai câu cuối cùng. Và các em nhận thấy rằng dẫn chứng sẽ nằm ở đoạn số 2, phần gần cuối. Student can send and receive messages by using computers. Chúng ta đã có thông tin. Và bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu này một cách hoàn chỉnh dựa vào cấu trúc của câu hỏi. Chủ từ là student. Cấu trúc động từ có can, modal verb, cộng với động từ nguyên mẫu. Can send and receive messages. Và phần thông tin chúng ta sử dụng để trả lời đó là by using computers. Học sinh có thể gửi và nhận tin nhắn bằng cách nào? Và đáp án, học sinh có thể gửi và nhận tin nhắn bằng cách sử dụng máy vi tính. Đối với câu số 2,
Chúng ta dễ dàng nhận thấy đây là câu hỏi yes no. Như vậy thông tin của chúng ta tìm kiếm sẽ dựa vào keyword của câu số 2 này, và keyword chúng ta sẽ thấy đó là computer have a save time. Máy tính có thể giúp chúng ta tiết kiệm thời gian. Và chúng ta thấy ở phần cuối cùng của đoạn số 2, they can have a save time. Chúng có thể giúp chúng ta tiết kiệm thời gian. Và chúng ở đây là gì? Chúng ta thấy đại từ they đang được sử dụng để thay thế cho một danh từ phía trước, và danh từ đó là computers. Như vậy thông tin này là chính xác. Đối với câu hỏi yes no, chúng ta cần xác định có hay không. Như vậy, máy tính có giúp chúng ta tiết kiệm thời gian hay không? Dựa trên thông tin của bài đọc, chúng ta sẽ trả lời là yes. Và các em phải áp dụng cấu trúc ngữ pháp của việc trả lời câu hỏi bằng yes, no. Vậy thì chúng ta có chủ từ là computers, chúng ta dùng đại từ thay thế là they, và trợ động từ can. Chúng ta có thể sử dụng computers. Như vậy thì câu này chúng ta có thể trả lời yes, they can, hoặc yes, computers can. Và bây giờ chúng ta tiếp tục phân tích cấu trúc của phần số 3 trong đề tuyển sinh. Part 3. Circle the best option A, B, C or D. Ở phần thứ 3 này, chúng ta sẽ lựa chọn các đáp án giữa A hoặc B hoặc C hoặc D. Đây là các đáp án trắc nghiệm. Chúng ta thấy phần đầu tiên là một đoạn văn với các vị trí còn trống. Phần thứ 2 là các đáp án chúng ta sẽ lựa chọn để điền vào các vị trí còn trống. Và các em lưu ý, chúng ta phải lựa chọn đáp án bằng cách khoanh tròn. Chúng ta lưu ý yêu cầu của đề là circle. Như vậy, kỹ năng để làm bài này đó là chúng ta phải hiểu câu đề và nhận dạng được cấu trúc ngữ pháp. Các lỗi thường gặp các em sẽ làm sai yêu cầu. Ví dụ như đề yêu cầu chúng ta circle, tức là khoanh tròn, thì các em lại dùng phương pháp trả lời là các em sẽ ghi trực tiếp đáp án vào vị trí còn trống. Như vậy là sai yêu cầu của đề. Hoặc các em sẽ quên chọn đáp án, tức là chúng ta sẽ bỏ trống. Hoặc là một câu chúng ta sẽ chọn hai đáp án. Thường thì các em sẽ chọn đáp án thứ nhất, sau đó chúng ta thấy không phù hợp và chúng ta sửa lại chọn đáp án thứ hai. Tuy nhiên khi chúng ta chọn đáp án thứ hai thì các em lại quên bôi hoặc là gạch bỏ đáp án thứ nhất, dẫn đến việc một câu chúng ta sẽ có hai đáp án. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện bài số 3 này. Part 3. Circle the best option A, B, C or D. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi phân tích từng câu. Number 1. In class, I enjoy next to Hoa. Chúng ta nhận ra ngay động từ enjoy. Và cấu trúc đi theo sau enjoy là một danh động từ hay là một verb in. Và các em quan sát các đáp án. Number 1. A. To sit. B. Sitting. C. Sat. D. Sit. Như vậy chỉ có duy nhất đáp án B đang ở dạng danh động từ. Number 2. She comes, Huế, and she seems different from the other girls. Chúng ta thấy động từ comes. Và vị trí còn trống chúng ta sẽ điền vào một giới từ. Ở câu số 2 chúng ta có các đáp án A, from, B, on, C, to, D, in. Chúng ta sẽ dịch nghĩa câu này. Cô ta đến từ Huế và cô ta dường như khác biệt với những cô gái khác. Như vậy, chúng ta có cụm động từ đến từ. Chúng ta sẽ sử dụng động từ come với giới từ from. Đến từ đâu đó. Number 3. Chúng ta thấy ở number 3, she really confident and I love being with her because she is so funny. Chủ từ là she. Và chúng ta có cụm tính từ really confident. Vậy vị trí còn trống đang thiếu động từ to be. Và các đáp án ở đây của câu số 3. A, R, B, M, C, is, D, B. Và động từ to be ở đây sẽ được chia ở thì hiện tại đơn với lý do ở mệnh đề sau I love being with her đang có động từ love đang ở hiện tại đơn. Như vậy thì mệnh đề trước cũng sẽ sử dụng hiện tại đơn. Và hiện tại đơn với chủ từ số ít, động từ to be sẽ là is. Number 4. She likes to look better on the other girls. Chúng ta thấy chữ better. Chữ này là dạng so sánh hơn. Và nhớ lại công thức của so sánh hơn, thì sau tính từ so sánh chúng ta sẽ có chữ the. Như vậy đáp án của câu số 4 này là the. Thầy vừa hướng dẫn các em thực hiện dạng thứ 3 trong cấu trúc đề thi, và bây giờ chúng ta cùng qua dạng thứ 4.
Part 4. Rearrange the words to make meaningful sentences. Ở dạng bài này, chúng ta lưu ý yêu cầu của đề. Rearrange có nghĩa là sắp xếp vị trí để tạo thành câu có nghĩa. Chúng ta quan sát 4 câu hỏi thì chúng ta thấy ở mỗi câu các từ được đặt ở vị trí không theo thứ tự. Vì nhiệm vụ của chúng ta sẽ sắp xếp lại theo thứ tự. Tuy nhiên, chúng ta thấy ở trong những câu này có một số gợi ý để chúng ta có thể làm một cách dễ dàng hơn. Đó là một số chữ viết hoa. Ví dụ như ở câu số 1 chúng ta thấy chữ đây. Câu số 2, she. Ở câu số 3, we. Và câu số 4 là if. Thường những chữ này sẽ được đặt ở vị trí đầu câu. Tương tự như vậy, chúng ta thấy các chữ có dấu chấm câu như ở câu số 1, now. Câu số 2, much. Câu số 3, afternoon. Và câu số 4 là exam. Những từ này sẽ được đặt ở vị trí cuối câu. Như vậy các em cần chú ý đặc điểm này để chúng ta có thể làm bài tập này một cách chính xác. Như vậy yêu cầu về kỹ năng, chúng ta phải nhận dạng yêu cầu của đề. Đó là chữ rearrange, sắp xếp lại. Nhận dạng các vị trí đầu hoặc là cuối của câu. Nhận dạng dấu câu và nhận dạng cấu trúc ngữ pháp để chúng ta áp dụng. Các lỗi thường gặp. Khi chúng ta hoàn thành câu, chúng ta lại bỏ sót dấu câu. Hoặc khi chúng ta viết lại, chúng ta sai chính tả. Và bây giờ chúng ta cùng quan sát một bài tập của dạng thứ tư này. Part 4. Rearrange the words to make meaningful sentences. Chúng ta xác định một lần nữa, yêu cầu của bài là rearrange, sắp xếp lại các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh. Chúng ta nhìn vào câu số 1. Chúng ta thấy ở câu số 1 có hai từ được viết hoa, Missy Hoa và Japanese. Như vậy chúng ta sẽ lựa chọn một từ để làm chủ từ trong câu này, đứng ở vị trí đầu câu. Thì chúng ta nhìn vào động từ chính, speaks. Như vậy thì chủ từ phải là danh từ chỉ người. Như vậy chúng ta sử dụng Missy Hoa. Chữ well có dấu chấm. Vậy đây là từ được đặt ở vị trí cuối câu. Và bây giờ chúng ta nhìn vào câu này, chúng ta sẽ áp dụng điểm ngữ pháp. Chúng ta nhìn thấy chữ speaks đang chia ở dạng V1. Vậy thì điểm ngữ pháp của thì hiện tại đơn. Chúng ta tiếp tục viết các thành phần còn lại với thì hiện tại đơn. Động từ chính speaks. Động từ speak là động từ cần tân ngữ. Và thường động từ này có nghĩa là nói. Thường được sử dụng với những từ có nghĩa là ngôn ngữ. Như vậy chúng ta có Japanese. Và từ còn lại quite. Đây là trạng từ bổ nghĩa cho trạng từ well. Chúng ta có câu hoàn chỉnh. Missy Hoa speaks Japanese quite well. Bà Hoa nói tiếng Nhật khá tốt. Chúng ta tiếp tục với number 2. Và chúng ta cũng thấy có hai từ được viết hoa, đó là he và English. Tương tự như vậy, chúng ta nhìn vào động từ chính, suggested. Như vậy thì chủ từ của chúng ta phải là một danh từ chỉ người. Chúng ta sử dụng chữ he. Books, theo sau nó là dấu chấm. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng chữ books này đặt ở vị trí cuối cùng. Chúng ta có động từ chính suggested. Và cấu trúc của suggest theo sau nó là một danh động từ. Như vậy chúng ta có danh động từ reading. Và English là tính từ bổ nghĩa cho danh từ books. Chúng ta có câu hoàn chỉnh. He suggested reading English books. Anh ta đề nghị đọc sách tiếng Anh. Number 3. Chúng ta nhìn vào câu số 3 này thì có một chữ duy nhất được viết hoa, đó là chữ she. Vậy thì chúng ta sẽ đặt chữ she này ở vị trí đầu câu. Và chúng ta thấy cụm từ since 2004 với dấu chấm ở phía cuối. Vị trí này chúng ta sẽ đặt ở vị trí cuối câu. Chúng ta thấy since 2004 là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Như vậy công thức của cụm động từ trong thì hiện tại hoàn thành sẽ có have hoặc has cộng với V3ED. Và chúng ta sẽ có cụm từ đó là has worked. Và phần còn lại là cụm từ chỉ nơi chốn in the factory. Như vậy chúng ta có đáp án hoàn chỉnh. She has worked in the factory since 2004. Cô ta đã làm việc trong nhà máy từ năm 2004. Đó là ý nghĩa của câu số 3. Và bây giờ chúng ta tiếp tục với câu số 4, number 4. Chúng ta thấy chữ my được viết hoa. Như vậy chữ này chúng ta đặt ở vị trí đầu câu. Và chữ sick. Sau chữ sick có dấu chấm. Chúng ta sẽ đặt chữ sick ở vị trí cuối câu. Chúng ta nhận thấy có chữ because. Đây là mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân. Như vậy thì nó sẽ gồm có hai mệnh đề. Một mệnh đề đứng trước because,
và một mệnh đề đứng sau because. Mệnh đề đứng trước because là mệnh đề chỉ kết quả, và mệnh đề đứng sau because là mệnh đề chỉ nguyên nhân. Dựa vào ý nghĩa đó, chúng ta sẽ sắp xếp mệnh đề đầu tiên là mệnh đề chỉ kết quả. Như vậy chúng ta sẽ có là My wants to go home. Rồi, mệnh đề chỉ nguyên nhân, because she feels sick. Chúng ta thử dịch lại câu này. Mai muốn đi về nhà, đây là kết quả, bởi vì cô ta bị bệnh. Và mệnh đề này là nguyên nhân. Và bây giờ chúng ta tiếp tục với phần số 5. Part 5. Rewrite each sentence so that it means the same as the sentence before it. Chúng ta nhìn kỹ vào yêu cầu của đề, viết lại câu không đổi nghĩa. Thường ở dạng này chúng ta nhìn vào trong yêu cầu đề, chúng ta sẽ thấy có hai câu. Câu thứ nhất là câu đã hoàn chỉnh, tức là câu đề bài cho. Và câu thứ hai là câu chưa hoàn chỉnh với một số từ gợi ý. Như vậy chúng ta dựa vào các từ này, chúng ta sẽ viết tiếp tục để hoàn chỉnh câu này. Về yêu cầu kỹ năng thì các em phải nhận dạng được yêu cầu, đó là chữ rewrite, viết lại câu không đổi nghĩa, và nhận dạng các cấu trúc ngữ pháp phù hợp để áp dụng viết lại câu. Các lỗi thường gặp cũng như trường hợp trước, các em sẽ bị sai chính tả hoặc viết thiếu dấu câu. Chúng ta sẽ cùng thực hành phần số 5 này. Part 5. Rewrite each sentence so that it means the same as the sentence before it. Chúng ta xác định lại một lần nữa, yêu cầu của đề là rewrite, viết lại câu. Chúng ta nhìn vào câu số 1. Learning English is very necessary. It is. Như vậy, yêu cầu của đề chúng ta nhận dạng ra, chúng ta sẽ áp dụng công thức chuyển đổi từ danh động từ sang to infinitive với chủ từ giả là it. Và chúng ta sẽ áp dụng công thức này, chúng ta sẽ có đáp án. It is necessary to learn English. Và hai câu này cùng có nghĩa là học tiếng Anh thì rất cần thiết. Number 2. I can't remember the answer to these questions. I wish. Đề bài yêu cầu chúng ta phải viết lại câu này với mệnh đề ao ước, wish. Và chúng ta nhìn thấy động từ chính trong câu là can remember, có dạng modal verb cộng với động từ nguyên mẫu. Vậy chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc câu ao ước ở hiện tại với modal verb can. Chúng ta sẽ có công thức như sau. Và các em sẽ áp dụng công thức này để viết lại. Có một lưu ý, khi chúng ta viết lại câu ao ước thì ý nghĩa của nó sẽ trái ngược với thực tế. Tôi không thể nhớ đáp án của những câu hỏi này. Như vậy thì tôi ước tôi có thể nhớ đáp án của những câu hỏi này. I wish I could remember the answers to these questions. Và bây giờ chúng ta cùng phân tích phần cuối cùng trong cấu trúc của đề thi. Các em theo dõi. Part 6. Write full sentences using the suggested words and phrases given. Chúng ta sẽ hoàn thành câu sử dụng những từ được cho sẵn hoặc là những từ đã gợi ý. Đối với dạng này chúng ta lưu ý, thứ tự của các từ trong một câu đã được sắp xếp đúng. Ví dụ ở câu số 1 chúng ta thấy chữ if là chữ viết hoa được đặt ở vị trí đầu câu và cuối câu là exam có dấu chấm. Tương tự đối với câu số 2, what time là từ để hỏi được đặt ở vị trí đầu câu và cuối câu với dấu chấm hỏi morning. Như vậy chúng ta sẽ không sắp xếp lại mà chúng ta sẽ thêm bổ sung từ để tạo thành cấu trúc phù hợp và có ý nghĩa. Vậy thì yêu cầu kỹ năng chúng ta phải nhận dạng yêu cầu là write hoặc là complete, viết lại câu dựa vào từ gợi ý. Chúng ta cần phân biệt thật rõ với trường hợp rearrange bởi vì cấu trúc đề của hai dạng này là khá giống nhau. Và chúng ta cần nhận dạng cấu trúc ngữ pháp. Và lỗi thường gặp trong các dạng viết lại câu đó là sai chính tả và thiếu dấu câu. Bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện phần số 6 này. Part 6. Write full sentences using the suggested words and phrases given. Một lần nữa chúng ta quan sát câu số 1. Chữ although được đặt ở vị trí đầu tiên, được viết hoa, và chữ school có dấu chấm là vị trí cuối cùng. Vậy thì hai vị trí này là vị trí cố định. Và những thứ tự còn lại trong câu cũng được sắp xếp đúng. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng điểm ngữ pháp để viết lại câu này cho có ý nghĩa. Chúng ta nhận thấy chữ although. Đây là mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ. Hai mệnh đề của chữ although sẽ có ý nghĩa mâu thuẫn với nhau. Và chúng ta nhớ lại công thức của chữ although. Bây giờ chúng ta sẽ viết mệnh đề có although trước. Như vậy chúng ta viết lại although. Chủ từ là student chúng ta đem xuống.
thì của mệnh đề này sẽ giống với thì của mệnh đề phía sau. Và ở mệnh đề phía sau chúng ta thấy xuất hiện chữ usually, dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Như vậy chúng ta chia chữ it này ở hiện tại đơn. Breakfast và dinner là hai vấn đề đồng nhất với nhau. Như vậy chúng ta sẽ liên kết bởi liên từ and. Các em có thể thêm tính từ sở hữu đe vào cũng được. Home là trạng từ chỉ nơi chốn. Như vậy chúng ta cần có giới từ at home. Sau dấu phẩy tiếp tục là một mệnh đề còn lại. Và chúng ta thấy ở mệnh đề còn lại đang thiếu chủ từ. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng đại từ để thay thế cho chủ từ students, đó là đại từ they. Và cụm động từ tiếp tục chia ở thì hiện tại đơn. Chúng ta có usually have lunch. School là trạng từ chỉ nơi chốn. Chúng ta cần giới từ, đó là chữ at. Như vậy câu hoàn chỉnh: although students eat their breakfast and dinner at home, they usually have lunch at school. Mặc dù học sinh ăn sáng và ăn chiều ở nhà, nhưng họ thường ăn trưa tại trường. Đó là ý nghĩa của câu số 1. Number 2. Chúng ta nhìn vào number 2, chúng ta thấy có chữ seen. Và chúng ta nhớ ngay công thức của chữ seen. Phía trước seen là thì hiện tại hoàn thành, và phía sau là thì quá khứ đơn. Như vậy chúng ta sẽ viết mệnh đề phía trước seen với hiện tại hoàn thành. Chủ từ là I've, cụm động từ hiện tại hoàn thành, have none. Và tân ngữ là him. Chúng ta viết lại với seen. Chủ từ của mệnh đề có seen là we. Và động từ chính ở đây chúng ta sẽ chia quá khứ đơn. To be chúng ta sẽ có chữ were. Và phần còn lại primary student chúng ta viết lại. Như vậy thì câu này chúng ta hoàn chỉnh như sau: I have known him since we were primary student. Tôi biết anh ta từ khi chúng tôi là học sinh tiểu học. Đó là ý nghĩa của câu số 2. Như vậy trong tất cả ba dạng viết lại câu thì dạng này là dạng khó nhất. Các em cần lưu ý một số kỹ năng để thực hiện dạng này một cách tốt nhất. Như vậy thầy vừa hướng dẫn các em phân tích cấu trúc của dạng đề thi tuyển sinh lớp 10 hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh. Và hy vọng với phần phân tích của thầy, các em sẽ có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Hy vọng các em thành công và chào tạm biệt các em.